Theo nguồn thạo tin, Iran đã bắt giữ hơn 20 người, bao gồm các sĩ quan tình báo cấp cao, quan chức quân đội và nhân viên tại một nhà khách do quân đội điều hành ở Tehran sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh. Ông Haniyeh bị ám sát khi đang ở Tehran để dự lễ nhậm chức của Tổng thống mới của Iran. Nơi ở của ông là một nhà khách ở phía bắc Tehran. Hai quan chức Iran yêu cầu giấu tên vì tính chất nhạy cảm của cuộc điều tra cho biết, đơn vị tình báo chuyên biệt về gián điệp của lực lượng vệ binh cách mạng đã tiếp quản cuộc điều tra và đang truy lùng những nghi phạm mà họ hy vọng sẽ giúp tìm ra các thành viên của nhóm sát thủ đã lên kế hoạch, hỗ trợ và thực hiện vụ ám sát. Tin tức về vụ bắt giữ diện rộng được đưa ra sau khi lực lượng vệ binh cách mạng ra tuyên bố vụ việc này đang được điều tra, quy mô cũng như chi tiết của vụ việc sẽ được công bố kịp thời. Tờ New York Times đưa tin, sau vụ tấn công, các nhân viên an ninh Iran đã đột kích vào khu nhà khách. Nhà chức trách đã cách ly toàn bộ nhân viên nhà khách, bắt giữ một số người và tịch thu mọi thiết bị điện tử, bao gồm cả điện thoại cá nhân. Một nhóm đặc vụ đã thẩm vấn các quan chức quân sự và tình báo cấp cao có vai trò bảo vệ thủ đô.